Đấy là bài toán khó này, bài toán khó ngày hôm nay đó là cái việc mà làm sao là tính thể tích được cái phần đã uống của cái 5 lít này. Và anh bảo thì anh ấy đổ 5 cốc ra cái cốc nha, chỗ này 5 cốc nha. Ôi, sau đó nữa thì là anh ấy đổ. Anh bảo ơi, anh làm này nhanh nhất này. Anh điểm cái chỗ kia, xong rồi đổ cái rượu kia ra 5 vòng, xong lấy nước đá 5 vòng cốc đầy cái bình này. Đấy, bây giờ bây giờ anh ấy lại đổ lại. Anh đổ lại 3 vòng như thế. Đây là anh kiếm một cái can khác. Đó lại là anh ấy, bây giờ anh đổ lại để về cho nó về nguyên vị. Phải có một can khác thì mới đong được. Thế thôi, bây giờ đổ tất cả rượu ra một cái can khác. Anh ơi, cái này em có thể giúp anh. Anh ơi, bây giờ là anh đổ cầm cả cái bát này, anh đổ vào cái vị trí của cái đấy. Đấy, đúng. Rồi thì nó vào thì nó vẫn thế. Rồi. Nói tóm lại là như này nhá. Bây giờ là vào thì vẫn thế. Bây giờ là cái giải pháp là anh ra đáp án của cái bài toán là tính cái thể tích đấy thì anh ra đáp án bằng cái hình thức như nào? Tức là cái bát này bằng cái bình. Tôi thay vì cái việc mà làm thì anh tổ chức cái phương pháp này. Rồi bây giờ là anh ấy lấy thể tích của nước, tính đơn vị của nước và sau đó anh sẽ đổ lần lượt đúng không? Một cốc. Vừa đấy là 5 cốc. Bây giờ chuẩn. 5 lần là vẫn 5 cốc. Thế là có cái gì cả. Sao hôm nay đổ lại những bình rượu khác đâu. Anh có đổ được đổ vào bình rượu đâu mà anh đo được cái chữ kia. Anh có đổ vào đâu mà anh đo. Anh có đổ được vào gì anh đo được nó đâu. Bây giờ anh bảo 5 nó bảo 2 thôi anh cũng không cãi được nó. Anh đang đo là 5 cái cốc đấy là rượu với 5 cái cốc nước. Nó có khác nhau không? Một cân bông, một cân vàng. Một cân bông, một cân chân. Cho nên nó bảo là một cái này đổ được vào đây đấy. Một cái này. Thế nhưng bây giờ anh làm thế nào anh đổ một cái đấy vào đây đi. Thế nên anh phải đánh dấu chỗ này. Đã uống. Anh bảo anh phải đánh dấu chỗ này. Xong anh đổ hết cái can. Đổ hết can ra. Cho anh đổ cho anh đổ nước. Đổ nước làm cái bút xóa. Đúng rồi. Đấy, nước làm đấy. Rồi rồi. Bắt đầu là có lý. bắt đầu là có lý hơn cái chuyện làm bây giờ như này nhá. Sẽ có cái giải pháp thứ hai là như này. Em có ý kiến là bây giờ không, bây giờ là như này nhá, là nếu ở nhà anh Thịnh có một cái can 5 lít tương tự như cái can lâm đi này, chỉ cần bỏ cái chậu kia ra, bỏ rượu ra, chỉ cần thay cái rượu này ra là sẽ đong được cho hoàn toàn nước lọc vào đấy. Hoặc không có giải pháp thứ hai là thôi bây giờ lại đổ ra một cái thau chậu to đủ cái sức chứa của người này. Chậu sạch đây thì mới xử lý được. Đấy, anh đong đi đong lại thì anh cái khoảng không này không được đổ cái gì vào đó thì anh đo làm sao được đó. Đang bảo là tính cái thể tích rượu đã uống. Thế bây giờ lanh quanh vẫn là cái chỉ số IQ ở trong cái câu chuyện này nhỉ? Tự nhiên là nó đơn giản như thế mà trong cái đấy là ông nào cũng thấy. Không, mà vấn đề là tập không đổ. Bây giờ thế bây giờ là không bây giờ không đổ nhưng mà vẫn phải tính được cái thể tích của này. Đây bây giờ đổ 4 cốc nước não vào đấy nhanh luôn, 5 cốc chứ. Thì đấy tức là cứ đổ được 4 cốc thì nhanh. Nhưng mà không đổ thì vấn đề nó đổ luôn cho nó nhanh đi. Không đổ cũng được. 4 QR nâng mà bây giờ đổ luôn này, thể thích xong bắt đầu là hình chóp này. Đúng không? Anh Thang. Một nửa cầu, cái này là hình cầu rồi. Cũng là cầu. Một nửa hình cầu. Rồi, mọi sự trên đời nó chỉ là tương đối mà. Mẹ, nhưng mà cháu Aquafina của ngày hôm nay là cháu làm cho các anh em đây là quá mất nhiều thời gian về trong cái câu chuyện. À, nhưng mà vấn đề là còn chưa uống hết các. Vấn đề rõ rồi, còn chưa uống hết. Rõ ra lại còn chưa uống hết. Là phải uống hết thì mình mới nói được. Bây giờ lại có một cái cách nữa. Là không cần phải đổ rượu ra, vẫn tính được. Có đánh dấu không? Đánh dấu. Không đánh dấu. Vẫn nguyên rượu cho mình. Không đánh dấu. Rồi. Biết làm thế nào? Không đánh dấu. Không đánh dấu. Có đổ rượu ra không? Không cần điều đổ rượu ra để nguyên gì vẫn tính rượu. Anh Ngọc lại về lấy chỗ rượu mới đổ vào. Không lấy một tí rượu nào đổ vào. Anh vẫn chờ em
không cần lấy một tí rượu nào đổ vào, không lấy nước đổ vào, vẫn nguyên si cái chỗ rượu đó, không cần đổ ra ngoài. Ra giờ nhà có rượu trắng là đổ vào là... không đổ rượu trắng vào, thả đá vào thì không thả đá vào, có đổ cái rượu cũ đi không, không đổ rượu cũ ra để nguyên si vẫn tính được cái số rượu nếu mà má đã uống thì có được uống không? Với cái mức độ là tương đối không tương đối cần gì ra rồi không. Mình bởi vì là biết anh Ngọc mang súng để hay bơi ạ. Đúng không? Của mình anh sẽ đi. Của anh là full option 5 lít. Được, nhất trí thì càng dễ. Thế thôi, bây giờ này nhá, cái giải quyết cuối cùng nó chỉ là cái đoạn mà mình đã uống. Đúng rồi. Mà trong khi đấy là cái tồn dư còn lại là cái đoạn dưới này. Thế đấy, chuẩn. Bây giờ chỉ cần đổ cái chỗ ra nó còn bao nhiêu. Không đổ ra. Đã bảo là không đổ. Vâng. Bây giờ anh bảo anh đổ, anh bảo anh đổ, anh bảo anh đổ, anh bảo anh đổ, anh bảo anh đổ. Hút vào đây, đổ nước vào cái túi bóng, nó tràn đúng đến miệng này, nhấc cái túi bóng ra. Không anh ơi, nhưng túi bóng nó vẫn lõm xuống, đẩy nước không lên. Không có gì nữa. Không. Nó lõm xuống đẩy, đẩy lên đúng kín miệng. Đẩy. Không đẩy tí nào. Là nó chỉ khác nhau về cái trọng lượng. Chỉ có một tí đi, về riêng thì chỉ một nói. Đặt cái túi bóng vào đây nhé. Đổ nước vào, đẩy đến miệng. Rút rút sót cái nước, cái nước đá ở túi bóng ra. Nó đè xuống thì nó vẫn đẩy lên. Đẩy đẩy đúng cái miệng thôi. Đè xuống thì nó đẩy xuống, xuống đó xuống, đó xuống. Từ cái lòng này được một cách. Còn cách nữa vẫn làm được. Bài toán nó chẳng có lời giải này. Nào thế nào đi. Nào anh em mình làm cái. Hai thông minh không? Hai anh em làm cái. Thì hai anh em làm cái này. Không, cái tư bóng là chuẩn rất đấy. Chuẩn đấy. Sai số rất bóng ít bóng. Không tính cái bề mỏng mà cái tư bóng thì mỏng thì bằng rượu bay hơi. Thế bằng nó quá mỏng. Cái túi nào được biết là tư bóng. Để ngăn cách để khỏi phí cái bình rượu thôi. Mà... một cách nữa anh mang cho em một cái kéo, một con dao đây. Em cắt cái phần kia em đẩy lại em đổ nước vào ra hết. Cắt không đổ rượu ra. Cắt cái phần bằng nếu cắt thì cắt được nhá. Chị bảo không đổ rượu ra. Vẫn để nguyên. Chơi rượu không bị đổ ra. Cắt ra rồi. Cắt ra rồi. Để cắt trái. Đặt cái nắp vào, đổ nước vào cái phần mà đã cắt. Đổ được. Cắt cái chỗ này xong rồi đậy nắp vào đổ ngực lên. Được. Thành cái phễu. Không nhưng mà lúc đây nó không thể phun đến đây được. Thì đang mà bảo là anh Ngọc mang xuống đây này mà. Anh Ngọc đang bảo phun nóc sân. Không không phun được. Đấy là phun một lần thôi. Bây giờ quan trọng tìm kiếm cái này. Tớ hỏi là nhà nhà không ở không không bị tác động dưới vào bất cứ cái hiện vật. Thế thì phải đặt ra. Phải đặt ra. Nó tóm lại là cho tới bây giờ anh em mình uống như này. Bây giờ là tôi mang 5 lít đến đây. Mà cái anh em nào tính là nếu mà anh bảo không được tác động vật lý vào cái ca này ngân này anh mang cái thì tự hỏi là anh em đã uống hết bao nhiêu ở chỗ đấy đấy là chỉ còn mỗi cái là như thế thôi nó vẫn thực tế nhất chuẩn nhất chưa tư bóng vào đấy là đó là cái việc mà tính khả thi cực cao luôn đấy tư bóng giờ rất sẵn đấy cho đổ nước vào đổ nước lọc vào đấy là ngắn nhất đấy đấy là chuẩn nhất tôi tỏa lại là theo tao ấy chỗ này chỗ này chỉ chai 75 chuẩn luôn, không bao giờ được 1 lít. Khẳng định luôn. Nếu là 1 lít thì không bao giờ còn 1 lít. Bởi vì cái miệng này nó thu như thế kia. Nhưng với em không, nhưng với em thì em kết luận luôn, riêng cái chỗ này nhá, nó không 1 lít thì em nói cho cái sai số đi. Mày cứ tính sai số. Em nói chỉ riêng, riêng cái chỗ này không 1 lít phải dưới 1 lít. Riêng cái chỗ này nhá, nó kiểu gì nó cũng phải là 1 lít. Một lít đồng nghĩa với chỗ kia còn 4 lít. Đúng rồi. Mày chia cho anh đôi đôi hai lần phát nữa. Đấy. Chia đôi trước đấy. Anh chia đôi trước đã. Chia đôi lít. Anh chia đôi xong anh chia đôi nửa trên. Đấy. Bây giờ nó là phải là anh em mình uống hết 1 lít. Chỗ này là 5, 2 lít rưỡi này. Không, anh chia chiều cao. Thằng Aquafina nó đóng nước nó chỉ đóng đến đây. Bởi vì nó để dành cho cái độ thở. Thoát khí nó thoát khí và độ thở. Thế nhưng mà em Ngọc thì đã đóng nó. Bây giờ em nói thế thì anh nói 9 người. Không dưới 15 người. Cũng phải tầm đấy 8 9 người. Không, em nói với, thực sự với cả anh là anh em nhà mình uống. Chưa được nhưng mà phải 8 9 người. Không, đúng rồi. Không như này nó đóng rồi nó đóng đầy. Nhưng anh em nhà mình là cắt đã hết 1 lít rồi. Không được 1 lít. Không được 1 lít. Không được 1 lít. Khẳng định em bây giờ thích từ cá hai củ. Anh giấu luôn. Và lấy từ bóng đưa luôn. Hai củ chuyển khoản luôn. Để lấy nguyên rượu khác. Kèo luôn. Châu chia lại được cốc cà phê rồi. Kèo luôn. Anh góp chú một củ. Đấy. Nếu mà anh em mình thắng thì lấy cái để lấy uống rượu. Tất cả tiền chỉ để uống rượu thôi. Nó thua thì nó phải mang tiền để uống rượu. Mình thua thì tiền đấy cũng cần như uống rượu. Cao một củ.
Anh một cổ. Tao phải sớm với tầm cổ. Đây, ba chứng kiến. Rất đơn giản. Em một, hai, ba chứng kiến. Hai củ là... Ba, ba chứng kiến. Hai sói em là lanh quanh còn mỗi mình em á. Nhưng còn với em thì em nói thực sự luôn chỗ này nhá. Không ở 90, không ở 90. Riêng cái chỗ này, chỗ này nó là một lít luôn. Đấy thế thì đúng rồi, cái cuống đúng rồi. Keo cuống luôn. Thế nhưng mà bọn anh là bắt là nhảy là không được 1 lít, có nghĩa là anh ở dưới 1 lít, em ở trên 1 lít. Có nghĩa là như này chạm 1 lít là bọn em ăn tiền. Đúng rồi, còn 100 còn là 0.99. Ờ 0.99 là anh thua. Kể cả 99, kể cả 99 em cũng thua. 99 100 nó khác nhau. Trong duyên đây là 33 có bài rồi đây. Nhưng bây giờ là quy tắc là đổ. Quy tắc là đổ. Đổ nó phải có khí thở chứ em không thể nói em. À đấy, đấy, nếu quy tắc của bình nước con nào. Không, nếu nếu mà như vậy á. Anh chỉ cần một tí khí thở. Còn nếu mà đổ theo đúng của nhà sản xuất. Thôi mẹ cái lượng này so với thằng này. Em nói là đổ theo đúng của cái quy tắc của nhà sản xuất thì là em thua. Nhưng nếu mà đổ như rượu của em mà đổ xuống ngập phun thì là anh thua. Ngập phun thì không thể ngập được, không biết đổ đến lắp được không? Ngập được, nguyên lý của em cũng không phải là cảnh như thế. Bây giờ cho kèo lên. Không, em bởi vì em dí cả cái này vào cái chung thì bao giờ nó phẳng mặt thì em mới không. Em dí cả cái này nó vào chung của em bởi vì là bây giờ các anh phải cho một kèo cũng như là cái kèo mà không tác động vật lý vào cam thì là kèo của anh phải vạch đến đâu cho nước đến đó. Vạch của anh là anh phẳng mặt luôn bởi vì là phẳng mặt không có là anh vặn ấy, anh còn phải dơ chân ở đây, anh là full option. Nhưng anh nói luôn là như thế nhá. Hai người chơi có chấp nhận kèo không chấp nhận hủy. Ăn qua đợi hủy không ai tính hủy. Chơi không ai đợi hủy. Đúng rồi đấy. Này anh thế nó mất mình hủy. Để hủy kèo hủy kèo hủy kèo. Rõ ràng là không đủ nước đâu đấy. Dở đấy. Không giờ mình nước nó phải ở phun. Anh nó anh thế thiếu đuối. Không phải đuối. Cái đó là chưa thấy tầm đũa lên cái anh. Anh giỏi nước nó còn không có ga còn. Rượu còn có ca. À không, bây giờ mình sẽ tính thể tích là mình sẽ tính thể tích của nước. Em làm anh cảm nhá. Nếu mà chuẩn đấy. Anh thì tính cho em đến cái lượng dây đó, dây nhựa. Cái dây trắng như thôi kìa. Đấy, đến đấy thôi. Anh tính dây nhựa, anh vẫn ok. Nếu ví dụ như là cái chưa chưa. Dây chưa có cái gì mà mình sẽ chuẩn đấy. Đến đấy là chuẩn đấy. Bây giờ lấy bút đăng đi, lấy bút cảnh tay. Lấy bút quá. À không, lấy bút. Lấy bút bóng chứ ảnh thức mà lấy bút. Lấy bút bóng chứ. Bây giờ lấy hai cái chai một lít. Không, lấy thì được. Lấy cái bóng giả mà không được là cái bóng. Anh em lấy bóng này, một cái chai là vi. Mỗi chai là vi 500ml. Đúng rồi, đủ hai chai rồi. Hai chai thì là xong. Là xong. Còn còn hết thì là không xong. Rồi. Hả? Còn cần lấy đúng chưa rồi. Tôi làm kèo cho anh em. Tôi là vào cái này trên 90. Đây, cái này là cái 33 này, lấy 3 cái này mà cho vào là sao được. Không, cái này trong đấy chai đổ vào. Cứ như cho vào. Có nước vào đấy. Nó thật, Archimedes ngày xưa cửa trần cửa trường tắm mà tìm ra cái này. Hôm nay ốc sơn đúng tìm vào. Cái này đổ vào là xong. Mà thời nay nó rất êm. Nếu mà cái này mà hết là mình thua. À mà mình mà tràn là mình thắng, còn mình hết. Bây giờ lấy hai cái chai đổ. Cái này 3 là 99. Đấy, ăn hết. Tham ai đến đây phải uống. Nhưng mà mở miệng. Đâu không, vừa nãy vợ có cái chai 1 lít luôn. Đấy, cái này không có trò thông. À, cái chai kia này là lít rưỡi. Cái này có thể tiếp 33 là 99 luôn. Đúng rồi. Cái này là anh đánh bảo mua. Ba cái. Rồi, chuẩn, ok. Nếu mà còn em Chuẩn. Phải đồng ý đến là 33 nhá. Vụ này hay. Là 99 có gì đâu đổ vào rồi. Đúng rồi. Hai em lên lấy nước à? Có bia chứ mà. Nước với rượu giống nhau rồi. Bởi vì là cái này nó không tác dụng vào, không tác dụng vật lý được vào rượu. Thế do vậy cho nên là vô tư đi. Bia cho sủi bọt này là cãi nhau. Ừ, cãi nhau. Bia nó cho vào cãi nhau.
nhưng mà nếu bia thì thằng Tuấn Anh nó có được uống nước. Tuấn Anh đến không phải uống bia cái nhỏ. Thế nhưng mà anh với cả anh bảo nó nhẹ nhàng quá. Quan trọng còn nó mỗi mình nhưng mà ra kèo cho nó chính xác đi. Hai củ, hai triệu. Hai củ mà. Ơ thế nhưng mà anh thế Thịnh thế. Anh Thịnh có theo em không đây hay là như nào mà anh từ nãy giờ anh không Thịnh. Không chán đi. Để cho nó công bằng mà nó kiểu cái phần đấy vẫn là tôi phải theo chú Ngọc. Ờ thế là em có đối tác rồi đúng không? Đây các anh kiểm tra xem đầy chưa? Cho rất là ngọt mà. Em xin phép anh Sơn với cả anh Bảo nhưng mà em Ngọc là hôm nay là em Ngọc là có đối tác rồi. Đây view 1 triệu mà được tiền của đây là của anh 5 lốp. 1 triệu là của anh 5 lốp. Ôi trời ơi thằng Hưng mày chơi anh Bảo sao mà để rót còn nhiều mà. À thêm cho đủ. Bởi vì là cô Bảo bây giờ là đối tác chiến tranh của anh ta đây. Anh ơi, phải có khí. Rồi tí nữa xong bắt đầu là em sẽ đổ nốt cả cái phần còn lại ở cái chỗ đoạn này vào. Đáng lẽ em bảo mở ba bao bia này này, mở bao nhiêu phần anh uống nốt. Tuấn Anh em vẫn đang recap rồi anh an tâm đi. Hai lon rưỡi anh chưa cần chọc. Hai lon rưỡi anh chưa chọc không cả luôn tràn vào mắt nó thế mà còn tràn không tràn nó bé tí không tràn anh cho tôi đưa không tràn hả anh em chưa chọc nó nảy bọt chọc thoải mái anh đừng đứng thôi anh cắm ra sao đây không, nhưng mà đây này nó dưới cái này dưới thì mình ấy còn đây 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 nó vẫn còn dưới thì đây, đây nhìn này nó sóng lên trên này em nhìn này nếu dưới này thì anh nhận luôn cho chú này đây mày có 99 đây cho chú mày có 99 vào tận trên này này thôi chú nhìn đến đây trên đây anh cắt luôn đây thôi thôi đừng cắt anh ơi nó liên quan để cầm nó đừng cắt thôi không để chứng minh tâm phục khẩu phục thôi. Không. Không em có gì mà tâm phục khẩu phục đâu. Để chứng minh. Thế nhưng mà nhảy nhá. Này, bây giờ anh ơi, thể thích thì có thể là nhảy nhá, nó phải đặc. Nhưng ở đây nó bị toàn bộ rất là nhiều. Đây, ở không, ở đây ở trong này nó có quá nhiều những các cái nó thở của cái ấy mà mình. Nhưng mà nó bây giờ nhưng đây anh đặt đi, anh đặt đi. Nhưng mà nó còn thiếu 1/3 năm tiếp cơ mà. Bây giờ cho thêm và chỉ nhưng mà nó còn thiếu 1/3 năm tiếp. Lần kiếp là nó thiếu 1/3 cả ba cái lon bia rồi. 99 rồi. 99 thiếu 10. Thì làm sao mà thiếu 0.01. Hơn 1 lít. Không lít hay chua. Thiếu 0.01 này. Anh sai rồi. Người phát ngôn của anh một người thì anh đang sai, anh đang nhầm. Có cần duyệt qua ông này không? 99 mà đã đẩy lên cái kia rồi, 100 mà đẩy hơn là 1 lít. 1 lít là anh tranh thua rồi. Mấy cái anh đang nói là không được 1 lít, anh Ngọc nói là 1 lít. Đúng không? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi. Không, cái anh đang thua anh Ngọc. Cái mốc này nào? Cái anh đang nhầm. Em ơi cái ờ đây cái đoạn trên này đang cho nước vào. Là cái anh thua. Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lấy cái tư bóng để làm cái thể tích để đo cái đoạn máy này. 990. 0.1. Ôi anh ơi, đây. 1%. Chút nữa phải lấy cái hút hút nước ra. Ôi ôi, anh ơi, anh đừng, anh kéo một phát mà bây giờ nó đang, đây đây, nó bắt đầu, đây, nó bắt đầu, nó bị tụt xuống. Đây này, nó. Đây. Anh ơi,
đấy bây giờ khi mà kéo khi mà kéo đây là nhà chưa làm gì có cái nước nào rồi đây nghe chảy không anh chảy đây này mới đến đây này ba lon mới đến đây thế càng thua càng thua anh bỏ anh bỏ tay ra cho em cái anh bỏ tay cho em cái không không ông mới đục nước chảy mẹ vào rượu rồi mất bình rượu không hôm nay mang mà để đong đong từng giọt đi. Hôm nay mà từng giọt là chưa phân định. Kéo này không có thắng thua đâu. Đang ở cái ngưỡng mà kéo xong lại không thắng thua. Hai bên đều đang đúng cái vạch. Nếu anh mà không cắt cái dây dưới vạch. Bây giờ phải dốc cái rượu ra. Nếu dưới rượu này chết. Trên nước mà đây. Như thế này mà anh đang thua rồi. Trên vạch. Lại như thế này là đang thua rồi. Thua. Bây giờ anh tóm lại cái túi đi. Ok. Một lít tôi chưa làm. Chưa chả này. Chả này. Nó chả một lít chưa. Chả này. 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 Nó chỉ có thiếu 0.01 thôi. 1%. Đúng rồi. Anh nhá. Em hỏi anh chỗ này có được 10 ml không? Anh cho lốt vào. Bây giờ rót nốt. Bây giờ rót nốt cái chỗ này vào. Rót cái chỗ này vào. Rồi đúng rồi. Vừa rót bao người nhìn rồi 990 đã tràn đến nắp rồi bây giờ 999 này ơi 33 anh tràn anh cũng lộ anh cũng tràn lắm anh ơi tràn anh chỉ cần chỗ kia đã tràn rồi cơ mà chưa tràn anh cần chỗ kia là anh ơi 3333 thì anh ấy 33 nhân 3 999 rồi anh đã nói anh chỉ cần cái chỗ kia là lúc đấy nó đã trên nắp này rồi anh chú cho anh dưới này nhưng anh trên tận này rồi chúng ta chú đã giúp anh rồi lúc nãy chú đã giúp anh rồi bởi vì nó đã tràn lên nắp này rồi cách thứ hai để phân chia thắng bại là rút nước ra và cắt đỉnh. Bây giờ rút nước ra ai rút ra? Cái này anh bảo làm bục rồi nhưng nói khẳng định là lúc nãy nói là nó đã tràn lên tận đây rồi. Không bục thì nào? Lúc nãy nó lên tận miệng này rồi mà cái đai của em là chỗ này. Không phải là bục mà anh kéo lên thì nó chặn. Anh kéo lên thôi. Anh kéo lên thì nó chặn qua đây. Cái đấy là nó đây. Cái đấy là nước nó chảy nó mới toàn diện này nó mới tràn lên này. Căng bục. Căng này nó mới không còn bọt. Căng này không còn bọt. Căng này nó mới phải nước rút xuống đây này. Đúng rồi. Một lít. Một lít mà đến đây vậy rót thêm nó sẽ hơn một lít. Đúng rồi. Rót vào nó sẽ là hơn một lít. Vậy là người sẽ thua nhưng mà đang nói bị tràn này anh bảo đã làm tràn còn lúc đấy đầy lên tận đây này đầy tràn đúng chỗ này luôn chẳng phải thôi nó còn bọt nó còn bọt bây giờ anh bảo nhấc lên là mới hết bọt không, anh không hiểu lúc đấy đó để nguyên anh bảo nó cắt được đây rồi đây rồi đây tôi đến tận đây rồi bây giờ anh bảo anh nhất sao không cắt nhá thì cái này nó ôm vào nó ôm chặt vào cái này này thì nó không phình ra mày chả hiểu gì người ta cắt thì nó mới phình nhưng mà cho em anh cắt được, anh cắt thì nó sẽ càng chứa được nhiều nước có nghĩa là nó nở ra nó mới thế nhưng mà em chả thấy lại nhưng mà anh bảo ơi anh là đội của em hay là anh đội của anh Sơn đấy thì anh làm như thế anh cắt như thế thì anh tự xin thua rồi còn gì nữa mọi người chứng kiến là nó tràn vạch rồi tao cắt ra để cho con nước mọi người đã chốt là tràn vạch rồi tao cắt ra để cho con nước tiếp đây là không tràn ra ngoài đúng rồi trên này nó lên trên này rồi mọi người chứng kiến rồi anh định lấy cắt ra để mọi người biết chốt rồi mọi người đã chốt rồi tao mới cắt tao mới đẩy ra chả hiểu gì đấy nhất nhiều. Tóm lại là kết luận ở trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật của anh Thịnh và chúc mừng là bốn anh em nhà mình hòa. Số đẹp, đừng nói là hòa. Thật ra là nói không muốn thằng này nó hôm nay là ngày của nó, không muốn thằng này nó mất tiền. Thực ra là như thế còn đó, mình kể cả là không ấy thì mình em vẫn ok mà anh đùa. Trừ hai cái anh này nhận phe và anh với chú phe, còn hai trọng tài ở đây, đúng không? Đúng rồi. Chả ai công nhận trừ anh nào chứng kiến là các chú không bắt gì nào chứng kiến. Thắng thua cái đấy có quan trọng gì đâu. Ok, thắng thua không quan trọng. Nhưng bây giờ là như này nhá, trọng tài Tuấn Anh cho anh hỏi là cái hôm nay là cái trong cái cuộc chiến đấy theo em thì là ai là người chiến thắng? Người không chơi mà là người thắng. Người không chơi là người thắng. Mày ơi hòa kính kịch bản. Thế là câu nhà đài chả dám nói câu tiếp theo Không, em dám nói. Em nói đi. Em với em dám nói là cái gì nó phải công bằng, đúng không ạ? Như các anh nói cái gì phải công bằng. Ta nói rằng là được là làm được. Nếu như kèo này mà chứ anh có phục không? Anh với cả anh xém anh có phục không? Hòa không? Phục hòa không? Phục hòa thì tôi không chơi nữa. Rồi ăn đi. Nếu phục hòa thì không chơi nữa mà không phục thì chúng ta chơi kèo khác. Anh bảo hòa đúng không? Thế là bây giờ là theo trường hợp của em thì em vẫn muốn
chơi cái chiều ngược lại. Không muốn chơi. Có nghĩa là như này nhá, bỏ cái này ra và sau đó cắt cái này xong rồi xoay ngược lại xong bắt đầu là không đấy là đổ thôi. Đổ cái đúng nước. Rồi. Nước đúng không? Đấy là tùy vào anh thôi. Anh chưa phục thì sẽ chơi kèo đấy, còn không thôi. Nếu phục rồi thì thôi chúng ta sẽ dừng. Dừng ăn. Anh thì có gì mà phục hay không phục, bởi vì là đi thôi. Thôi nhưng mà hôm nay là ngày vui của anh xem con ló. Và cho tới bây giờ thì là anh em mình quá vui rồi. Sự tranh nhau nó không nhiều. Hôm nay đáp số là mà cộng thêm nữa là khi mà cái ranh giới của cái kiểu dạng như là kẻ tắm lạng người nửa cân ấy, thì là ngày xưa là tắm lạng với cả nửa cân là do cái cách gọi của mỗi vùng miền khác nhau, nhưng mà nó cũng gọi là đều bằng nhau. Nên thay vì thế cho nên là không bao giờ thua, bởi vì là một người là hơn một người là kém. Anh cần thì với em kèo này không bao giờ thua nếu để sản phẩm, bởi vì là nhìn nước cái căn cứ. Nhưng cho tới bây giờ nếu mà cho tới cứ để nguyên để cho nó bình địa xuống chứ không phải là cái chuyện đổ liên tục mà nó đã vẫn còn chứa được, mà đến lúc xong bắt đầu là chỉ cần kéo nhẹ lên cái này. Bây giờ anh đã bảo là nó đã có hàng mới nữa, cái phải đó là áp suất. Anh bảo anh không, anh dạy anh đi kéo, anh cắt cái kia anh lại kéo ra. Sao thế bây giờ nếu mà như vậy nha, anh không thấy rồi anh cắt. Nếu mà kéo lên nhá thì cái nước mình nó sẽ ép vào thì cái nước nó sẽ lên đây, nó lên trên tận trên này thì là đây này, nước lên trên tận đây này. Nước bây giờ nó còn tụt xuống tận dưới này cơ. Nước anh lên tận trên này này, đây này. Đấy, đúng không? Đây là chả cái mò, đây là chuẩn. Đấy. Nó đang đứng ngang với cái vạch. Lúc đấy nó có đấy đâu, nhưng mà lúc đấy nó có đấy đâu. Lúc ý là anh bảo anh tắt cái lắp đi và anh bảo anh kéo nó bị tràn ra đây này. Còn cái đấy nó bảo để im đấy. Cái đấy không hề được. Cái đấy trong tay. Like. Rượu ơi và tình ơi. Nó bó vào cái này nó bó nhở. Anh có áp nó mạnh cái lực. Nhưng mà thôi, hôm nay là kết luận của hai trọng tài là anh em nhau. Bây giờ ta chỉ cần thế này nhá. Bây giờ ta chỉ cần bóp thế này cái. Đây ta chỉ cần đây. Anh bóp tất nhiên nó lên rồi. Anh bóp cái này thôi. Anh bóp nó lên, nó phải lên. Là nó lên. Mà rút này nó tụt. Bóp này nó lên đây. Ta chỉ cần nhẹ cái này. Đó, nó đã lên rồi. Khí nó lên. Nó khí mà. À, thế khí chẳng qua là bởi vì nó không có nước thì nó đang là khí. Lúc đấy là mình không thể tính được cái thể tích thích tinh được. Còn cái lúc mà cái lúc mà có tác động của lực thì lúc đấy là nó không nói ra nở, nhưng mà cái thể tích tích và cái thể tích động là do tác động thì chỉ cần bóp thế này là nó lên này. Bóp thì nói chuyện gì này. Nhưng mà cái này mà ông bóp thì xin lỗi ông nốt nhạc xuống. Không bóp thôi, bóp ở trên. Đây, chỉ cần bóp này. Đây nhá, tao chỉ cần bóp cái cổ nhá. Đây nhá, hai tay ở cổ nhá. Đây nhá. Ừ. Thì sao? Đấy, lên. Đây là chỉ bóp móng tay đây nhá. Đây là nó như này nhá. Đây là tao chỉ bóp nhá. Chỉ bóp nhẹ mà cái cổ. Chứ tại sao anh lại cắt cái cổ của nó đi? Anh biết là anh cắt cái cổ đi, anh cắt cái cổ đi, anh khác gì? Anh bó lại thì khác gì? Anh cắt cái cổ thì khác gì? Anh cắt cái cổ của không, lúc đầu nó đến miệng là chuẩn, nhưng mà nó không tràn. Không, vấn đề là cho mọi người nhìn rồi là tràn rồi nhé, đúng không? Mọi người nhìn hết rồi. Ta mới cắt để cho mọi người nhìn này. Thế đó là đấy là đâu chuyện chẳng. Một lít nước, lúc nãy là một ba cái thì gọi một lít, nó chưa được một lít gọi một lít đi. Thiếu không phải không một. Nó đổi đi đâu? Hả? Nó đổi đi nào? Nó tràn ra đây. Đấy, có tràn không? Tràn tao đau rồi. Ai tràn? Cả má tràn bao nhiêu ra đây mà không nhìn thấy tràn luôn. Đấy là do đổ. Ồ, tôi mới tưởng anh chọc cái bóng, tôi mới đang bảo anh chọc tràn. Có tràn ra đây tao lau rồi. Có tràn mà. Có tràn một ít là tràn, một tràn là tràn. Thì bây giờ lại cho cái bàn hút nước ở trong một cái là đủ ba lon không? Bia em là đang nóng nó phình ra quá dư một lít. Nói tóm lại xem đủ ba lon. Rồi. Có cần lột về nữa không hay là thôi? Bây giờ là không hút được. Thôi giờ dừng lại. Phải hút rồi, Tuấn Anh đi hút. Bây giờ là phải hút. Bây giờ là dừng lại cuộc chơi chưa hay là vẫn tiếp tục cuộc chiến thứ hai? Cái đề giản thế, mai nó lo sau. Vẫn là 5 lít rượu bao số nhá, còn nguyên này. Vâng, cái bao nhiêu uống à? À thôi mà để vào vợ ở này bao số khu uống thế nào. Đây giờ nhá, ta chỉ cần vặn vào cái đó đã lở ra. Đây nhá.
không đây nhá. Thôi rồi rồi em không thích cái vận vào vận ra. Mà vấn đề cái chỗ là bây giờ anh nhè nhá. Đồng đồ nó già lít thế thôi. Đây nhá, chỉ cần này nó sang nút ấy, nó chỉnh vênh một lít. Nó tóm lại là như thế, hôm nay là anh em mình là anh em mình, tất cả chúng ta ở đây là những người chiến thắng. Lúc đầu nó nói là khoảng cách giữa 7 xe 75 với 1 lít. Cái cơ bản bây giờ ấy nó là mà, bởi vì sao? Để nói thắng thua đó. Lúc mang can rượu đến thì không ai nhìn nó đầy chúng không thì chú ở đây cái nút thì không à không có camera em lại bật chích lại chích cam nếu mà chích cam thì lại phải phạt nặng hơn anh ơi, nhưng mà không cần là anh Ngọc mang đầy em mang bơi và kèo của các anh là đến cái vạch dưới vạch trắng đúng rồi nhưng mà nó vượt cả vạch rồi lúc ấy không nhìn vạch đua này cũng vượt vạch lành đua đấy mới ba lon đã vượt vạch đấy đâu ra chưa đến ba lon đã vượt vạch rồi mà ba lon nó còn trên vạch thế là chưa đủ một lít mà đã vượt vạch em nhầm à mình chán rồi ba lon đã chặn rồi thì đương nhiên chúng học thua đúng không? Nếu mà ba lon mà còn thiếu thì chúng học người thắng chứ. Nó còn bóng hơi. Nó còn bóng hơi. Thế thì chú Hưng đang nói thì anh đang phân tích thôi. Thì chặn thua anh thôi ạ. Bây giờ anh bảo này. Nha Hưng nhá. Tức là ba lon mà nó chặn đến đây rồi. Còn thiếu 10 mà nó đã chặn đến đây rồi. Đương nhiên chúng học thua anh rồi. Em đề xuất này này. Rượu là nguyên. Mà rượu vẫn còn nguyên đúng chuẩn nữa là rượu vẫn còn nguyên. Nói tóm lại là không làm nữa. Thì làm cái việc đấy là dễ lắm. Mất vạch nó đến rồi này. Chấm vạch. Không, lúc đấy bỏ cái này ra phát thôi, chấm vạch. Cái này đã bảo nó tràn cái đây rồi. Không, nhưng mà cái thể tích thực của cái rượu này vẫn còn nguyên. Mình bây giờ mình đo cái thể tích thực sau đó nữa thì là chấm cái của thể tích thực của này và đổ thêm cái nước kia và sau đó cái nước kia mà đổ ra quy ra lít được chưa? Đấy, rồi. Thế vẫn còn cơ hội nhá và anh em sẽ gặp nhau ở trong cái kỳ tới. Chúc anh em một cái buổi tối vui vẻ. Vụ này căng đấy và vẫn còn tiếp diễn.